đi đâu vậy? Bà đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu có mặt đại diện của trời ơi, biết bây giờ qua đại diện khô luôn hả? À, trời đất ơi. Nè, mọi người ơi, mọi người. Này của tôi buộc. Thì đâu có. Thì em mua. Nhưng mà em thấy cái lực này với cái này giống nhau. Ủa mà sao hết cái chuyện gì à? Làm đại diện khô luôn hả? Thì đó, nhưng mà không có đại diện, nhưng mà không có tiền á. Không có tiền. Thì nãy cũng mới mời em làm đại diện cho nước ổi rồi chứ làm đại diện cho bánh spa với bánh tan lỗ tai mèo rồi đó. Đó, đó, đó. Cái này y chang này, hai cái bệnh này đã áp vô là không biết đâu là người, đâu là bệnh luôn. Trời ơi, nghệ sĩ gạo cội của cha chị son. Em đó, MC gạo cội của vợ chồng son. Mà bây giờ một người làm gương mặt đại diện cho khô, còn một người làm gương mặt đại diện cho bánh lỗ tai heo. Chứ à, cơm cháy. Rồi nghe nó nói giờ cái này ngon rồi. Em nướng. Đó. Ủa bây giờ sáng người ta bán một cái mì chảo đậu đây. Xem nướng. Bây giờ đó có cái từ từ đi, để ta nói cho nghe nè. Bây giờ cái pate này á là đang chưa có gương mặt đại diện. Chị thấy đi. À, tập mời vô làm luôn đi. Gương mặt có trông. Sao vậy? Trâm chứa mặt đại diện mà tê. Ờ, Trâm chứa mặt đại diện. Còn đang thiếu gương mặt đại diện. Cô làm gương mặt đại diện của cô. Bánh tan heo dưới cơm cháy. Còn á, này này ba tê. Đó, gương mặt đại diện ba tê. Còn em nướng là chắc mời Quyền Linh. Mình nghe là nổi tiếng rồi với cô. À, cách đây một vài năm là con bé nó bán khô dạo. Con bé nó bán, không phải khô dạo mà bán khô online. Rồi sau đó là gần tới dịch cái nó mở một cái sạp khô ở đâu đó. Rồi nó bán lây lất, nó bán rồi thời gian cái lặt lìa lặt lội là do dịch. Tôi không biết là ai khai trương, ai đi khai trương mà sao nó bán được có mấy bữa nó lặt lìa lặt lội. Khai trương nha, là khai trương nào? Cái gì vậy con cái tôi, trời ơi, cái gì vậy? Mỹ nó thương nghe ghê á. Mỹ thương nghe quá. Trời, cái gì vậy trời. Nó ỉ mẻ, nó làm gương mặt đại diện cái nó lựa quá lựa luôn. Nó xíu là vợ. Con nghĩ sao vậy? Rồi bây giờ nói tiếp câu chuyện. Nó mở một cái sạp khô. Bán ở đâu ta? Hương Lộ hả? 667 Lý Văn Bích Hương Lộ. Lý Văn Bích thì Hương Lộ 14 hồi xưa đó. Rồi nó bán sao được có mấy ngày cái lỗi lặt lìa lặt lội. Là do là dịch đúng không? Dịch đúng không? Nó nghỉ cái bản thời gian cái không thấy nó đâu. Cái giờ cái bữa thấy nó đăng là nó mở ra một cái tiệm Minh Nga khô nữa. Cái mình mới tới đây. Cái mình mới đi cho nó là tại nó con em út. Cho nên là mình không có tặng hoa, mình tặng trái cây. Tưởng sao mua trái cây tới đây thấy nó bán trái cây. Đó, coi nổi dịch không? Cái hộp quà đó mình ta tặng cho thùng sữa. Cái bình tặng cho nó sữa để cho nó uống cho nó khỏe. Ai giờ tới đây thấy nó bán bia. Trời đất ơi, tưởng nó bán khô mà ai giờ nó bán coi như cái gì cũng có cả. Ở đây ngoài là khô chất lượng ra thì còn có bán các loại trái cây. À, trái cây ngon nha. Hồi nãy đó nó bán rất là chân thành. Hồi nãy đó, chị Mộ Hồng Vân bước vô bà nói y ngon, mận ngon quá. Cái đó thôi đừng mua mận không có ngon. Nó rất là thành thật, đúng không? Mình buôn bán mình phải thành thật. Cái nào mà nó quá đáp, ví dụ như nó nhiều ngày quá rồi bị ế á, thì rõ ràng là không ngon, thì nó không ngon, đúng không? Rồi cái tôi vô cái tôi mua nó cái gì đó không nhớ nữa. Cái nó nói ê anh đừng có mua. Tại sao vậy? Cái này cũ rồi. Mình rất thích ha. Buôn bán là phải thật thà như vậy thì á, tổ buôn bán người ta mới độ đó. Mình trước tiên là mình cảm nhận ở đây đó là con bé trai gái chủ Minh Nga nó rất là thật thà và làm ăn rất là đàng hoàng đó. Chưa hết thì vô đây nữa, chẳng những nó bán đồ quốc nội mà nó còn bán đồ quốc tế nữa nghe. Đây nè, đây là một cái sạp nước uống Hàn Quốc nè. Việt Nam là nó có bán ở từ miền Tây cho tới miền Đông rồi ra tới miền Bắc luôn. Chút đi tôi chỉ cho cái món mà ở miền Bắc. Đây là nguyên cái sạp mà hải ngoại là Hàn Quốc nè. Còn bên đây là nó có bán thuốc nữa, thuốc ở bên Mỹ. Họ nó bán hầm bà lằng luôn.
ở đâu nó bán vậy đó. Rồi ngoài khô cá ra nó còn có bán khô súc vật nữa, khô heo, khô bán cái thứ gì nó cũng bán vậy đó. Nó phục vụ cho người lớn tuổi, người trung niên cho đến con nít luôn. Vô đây, vô đây nè. Nó có bán bánh sambal nữa nè. Đó là cái món này là món riêng của con Candy, con gái tôi. Rồi ngoài ra nó có bán kẹo nữa, phục vụ cho con nít. Đó, già cũng có, trẻ cũng có, con nít cũng có. Chưa hết, lại đây. Mấy cái này cái gì nấu lạnh nè, xuyên ngon luôn. Nó có bán rong biển luôn. Đó, thấy ghê chưa? Cái gì cũng có bán hết vậy nè. Thưa nữa nghe, đặc biệt người lớn tuổi, người cao tuổi như dạ. Ví dụ như người cao tuổi cỡ này Minh Nhí nó bán luôn đó, xăm nó có bán luôn. Rồi chưa hết, chị em ăn giặt nó cũng bán đồ luôn. Đây bánh tráng trộn, rồi cái giống gì nó cũng bán vậy đó. Hồi nãy mình có nói nó bán từ miền Tây, miền Đông qua tới miền Bắc luôn. Đây nè, coi nè, phía Hà Nội đó, nó bán miền Hà Nội luôn, phía Hà Nội, miền Bon đi ơi, miền Bắc. Rồi trái cây Hàm Bà Lăng, Thạch Cẩm gì nó bán hết. Rồi đâu rồi nữa nè, quên nói cái vụ, trời con có cái tủ không ngâm để biết gì để. Trời ơi, để cho con vỏ bưởi ngâm, vỏ bưởi ngâm, vỏ bưởi sấy chứ. Đó, bữa sáng nó bán luôn. Trời ơi, ghi phiêu mà không có tìm hiểu gì con cần nghe. À, biết đâu. Đó, bữa sáng hả? Rồi, rồi. Nè. Cái này là mít. Mít sáng. Ủa này mít sáng đúng không? Xoài sấy dẻo. Trời ơi, ghi phiêu gì mà không có biết gì nữa. Không có tìm hiểu gì chứ. Xoài sấy dẻo, biết rồi, giả bộ thôi. Chưa hết nè, nghe nè. Khô. Khô cá dứa. Đây là món ngon. Hồi nãy tôi vô tôi nói đó là Nga ơi, em bán khô mà em không bán bia là coi như thua rồi. Đây là, nhưng mà không ngờ nó không anh. Em tính trước luôn rồi, nhà đây. Ra đây. Từ 4 giờ cho đến 0 giờ là nó bán quán nhậu ở đây nè. Đó, tải bàn từ đây vô thuốc trong luôn. Không biết nó mua chuột hàng xóm sao mà hàng xóm thương nó. Cho nó để bàn cốt vô trong luôn. Rồi thậm chí cấp cho nó một cái toilet luôn. Đó là kêu là sập cái này xuống. Rồi ở đây có một cái xe khô. Và có đâu khoảng chừng 20 cái bàn. Hồi nãy nó mới khoe thôi đó là cái ngày khai trương nó bán đâu gần 300 triệu. Tiền nhậu không đó. Đó, khủng khiếp chưa. Thôi nói chung là nghe em Út làm ăn mà được như vậy, được lọc như vậy là mình cũng rất là mừng. Anh Bin rất là mừng cho mấy nghe. Nha. Người ta nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Trước tiên á là phải là nhân hòa trước cái đã. Là em phải làm sao sống trang hòa với hàng xóm láng giềng. Đó. Mỗi bên qua ăn cứ phi, ổng qua phi giảm 20%, 10% cho anh. Rồi sau đó hàng xóm người ta mới thương. Hàng xóm thương là cái gì cũng được cả. Cái thứ hai nữa, em là một đứa em tốt cho nên là trời sẽ thương nha. Ở khu vực này địa lợi rất là thuận lợi, là bởi vì khu vực này rất là đông người qua lại. Rồi đối diện em là một cái nhà hàng tiệc cưới nữa, cho nên là anh tin chắc rằng là cái địa điểm buôn bán này của em là sẽ thành công, được mọi người đến ủng hộ. Thôi chúc em mua may bán đắt nghe Minh Nga. Rồi quý vị nhớ tới ủng hộ Minh Nga cô nha. Địa chỉ là 361 đường Vương Lai, Tân Phú nha. 361 Vương Lai, Tân Phú. Vô nói bạn của Quốc Thận, sở dĩ tôi biết chỗ này là bởi vì do review của Quốc Thận, Minh Nga sẽ giảm cho. Mua bất cứ thứ gì tặng cho khoảng chừng 100 gram tôm khô hoặc là giảm 10% nha. Rồi chào tạm biệt quý vị nha.